Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Lâu lắm rồi thì mình mới làm về một combo của AMD. Và combo ngày hôm nay mình mang tới cho anh em sẽ đảm bảo những yếu tố vừa đẹp, vừa ngon, vừa mạnh. Và chi phí bỏ ra cũng khá là ấn tượng nữa. Nhưng thôi, chi phí chúng ta để sau đi. Thì chúng ta tập trung vào nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là CPU AMD Ryzen 9 5950X. Một mẫu CPU có 16 nhân và 32 luồng xử lý. Và dung nhịp boost tối đa có thể đạt được hiện tại đây là 4.9GHz. Đó, đây các bạn chưa ép sung. Thì với 16 nhân thì rõ ràng cái mẫu CPU này thậm chí còn nhiều hơn cả mẫu CPU AMD Threadripper. Một vài mẫu, ví dụ như kiểu mẫu ngày xưa là 1950X chẳng hạn, cũng đã có nhiều hơn rồi. Với 16 nhân này thì các bạn hoàn toàn có thể làm được các tác vụ đòi hỏi vấn đề liên quan tới đa nhân. Ví dụ như kiểu là các bạn mua mẫu CPU AMD Ryzen 9 về để phục vụ nhu cầu render thì cái mẫu CPU này đáp ứng rất tốt. Và bởi vì đây là một mẫu CPU có rất nhiều nhân và cái hệ thống heat sink tản nhiệt cho cái mẫu CPU đấy, tức là cái phần ốp lên cái miếng CPU đấy, nó chỉ nhỏ bằng tương đương với những mẫu CPU có socket A14 khác thôi. Thế nên cái tản nhiệt mình lựa chọn đây là tản nhiệt nước để có thể đảm bảo tản nhiệt cho CPU một cách tốt nhất và để phục vụ nhu cầu ép sung nếu như các bạn quan tâm. Thì với cái mẫu tản nhiệt nước của NZXT mình đang có ở đây sẽ đáp ứng cho mẫu CPU hoạt động tương đối tốt. Và mình đang nhìn trực tiếp vào trên đây thì nhiệt độ của CPU khi mà mình cắm vào mình không sử dụng chỉ có 35 độ C mà thôi. 35 độ C kiểu không làm gì thì ấn tượng đấy chứ, đúng không? Và để hỗ trợ được cho mẫu CPU này tốt, chúng ta sẽ cần thêm một yếu tố nữa, đó chính là về phần main. Main ở đây là X570 Aorus Master. Thì mẫu main này sẽ đáp ứng cho mẫu CPU AMD Ryzen 9 này cực kỳ tốt. Thì cụ thể, mẫu main này sẽ có tổng cộng là 2 cổng cấp nguồn 8 pin để cấp điện cho CPU có thể hoạt động được một cách ổn định trong một thời gian dài. Và hệ thống heat sink để cho khu vực VRM, tức là cái khu vực cấp điện cho phần CPU này cũng làm rất tốt. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 khu vực và được nối với nhau bằng ống đồng. Thì ở trên những khu vực đó thì đều có những cái lá nhôm được cắt để có thể gọi là tản nhiệt được tiếp đối lưu gió được một cách tốt hơn. Về phần LED RGB, dĩ nhiên chúng ta sẽ có 2 khu vực có LED RGB để có thể sử dụng. Và cái mẫu main này chúng ta sẽ có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 để các bạn có thể phục vụ cho nhu cầu kết nối. Thì rõ ràng chúng ta đang nhắc tới những cái sản phẩm mới nhất của AMD. Và trên mẫu AMD thì tất cả những cái sản phẩm có đều hỗ trợ PCIe 4.0, CPU có hỗ trợ, main có hỗ trợ. Và để không thể gây lãng phí, chúng ta sẽ tập trung một thành phần nữa, đó chính là SSD. SSD cũng phải là PCIe 4.0 để có thể tối ưu được cái hiệu năng. Thì ở đây mình đang sử dụng một độ SSD tới từ Samsung, xịn mà đúng không? Đây là Samsung 980 Pro M2. Thì ổ SSD này sẽ có dung lượng là 500GB. Nếu như các bạn chỉ cài các phần mềm thôi là hoàn toàn thoải mái để có thể sử dụng. Thì mình đã có thử test qua, thì cái tốc độ đọc ghi tuần tự, tức là khi các bạn test bằng phần mềm ví dụ Crystal Dismark, thì cái tốc độ của mỗi SSD này có thể đạt được giờ khoảng chừng 6700 MB trên một giây. Ở ngoài vỏ hộp thì các bạn có thể nhìn thấy là họ ghi là tốc độ có thể đạt là 7000 MB, up to 7000 MB trên một giây. Còn cái test là khoảng 6700. Tất nhiên sai số một chút là một điều hoàn toàn bình thường. Và đây là cái tốc độ khi mà các bạn đọc ghi tuần tự, tức là các bạn copy những cái bộ phim dài. Còn nếu như bạn phải copy những cái kiểu file game này, những cái file nhỏ nhỏ thì tốc độ có thể đạt được bao nhiêu? Thì tốc độ khi mà mình test qua thì các bạn biết không, rất ấn tượng, tốc độ cao nhất đạt được là 2.2GB trên 1 giây và duy trì ở khoảng 900MB trên 1 giây. Copy một file game ấy có rất nhiều những cái file nhỏ nhỏ đấy mà tốc độ đọc ghi cũng vô cùng cao. Còn về mức nhiệt thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy trên main của Aorus đây, chúng ta đã có những hệ thống heat sink rồi. Thế nên cái mức nhiệt nó chỉ loanh quanh khoảng chừng 60 độ C trên mẫu SSD này thôi, hoàn toàn ổn. Còn bạn nào mà kiểu thích hardcore một tí mà tháo cái tấm tản nhiệt ra thì có thể thử xem nhiệt độ lên cao bao nhiêu. Lúc đấy thì hãy để lại bình luận ngay dưới mục nhà ngay dưới mục bên dưới cho mình nhá. Rồi, đến một thành phần linh kiện nữa, đó chính là về phần RAM. RAM ở đây mình sử dụng tổng cộng là 4 thanh với bus RAM là 3600 để có thể đảm bảo cho cái gọi là cái băng thông cho phần CPU hoạt động được một cách tốt nhất. Thì RAM có xe có LED RGB, nhìn đây chả phải thành phần nào không có LED RGB cả. Và đến cái mà rất nhiều anh em mong chờ, đó chính là về phần VGA. VGA tới từ Sapphire. Đây, AMD Radeon RX 6900XT. Mẫu card đồ họa có thể nói là mạnh nhất của AMD dành cho gaming hiện tại. Nó sẽ có mẫu card gọi là hỗ trợ chơi game trên độ phân giải 4K. Tuy nhiên thì mình thấy phù hợp nhất vẫn là chơi game trên độ phân giải 2K và cho một cái mức FPS và để tận dụng tốt những cái màn hình có tần số quét cao mà 2K là ổn nhất. Sẽ có tổng cộng là 16GB RAM, VRAM GDDR6 và dĩ nhiên PCIe 4.0 là phải hỗ trợ rồi. Thì cái mẫu card đồ họa này thì mình có test thử qua bằng firmware để các bạn thấy được là cái dòng cao cấp thì cái nhiệt độ tỏa ra sẽ là như thế nào. Thì nhiệt độ sẽ loanh quanh khoảng chừng 70 độ C, thế nhưng cái mức fan speed chỉ khoảng
khoảng 50% thôi, hoạt động vô cùng yên tĩnh và thoải mái, và cái mức nhiệt khoảng 70 độ C cho mẫu card đồ họa có thể nói là mạnh nhất của AMD tính đến thời điểm hiện tại dành cho nhu cầu gaming, thì đó là mức nhiệt hoàn toàn lý tưởng. Còn khi các bạn chơi game thì mức nhiệt độ sẽ biến động và thay đổi một chút. Còn bây giờ thì mình sẽ test kia để cho các bạn thấy cái mức nhiệt và hiệu năng của em nó sẽ như nào nhé. Vậy thì các bạn đánh giá sao về em nó? Một bộ PC, một cấu hình cực kỳ mạnh, được trang bị CPU AMD Ryzen 9 5950X 16x32 luồng, sử dụng một mẫu SSD tới từ Samsung bảo lên tận 5 năm, đó chính là 980 Pro, card đồ họa AMD Radeon RX 6900XT, dĩ nhiên là không thể thiếu được một mẫu main tới từ Aorus X570 vô cùng xịn sò. Ý kiến có bạn về bộ PC này như nào? Đừng quên để lại ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.